Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Dọ, Bluey Tào Lao, chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tô Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nhé. Đại Lâm làm kênh đẹp này vì đã nhận được thông tin từ phía Vũ Arsenal mà muốn cho kèo Sang Thứ và Somno gặp nhau đôi công bất cứ sân bãi nào ở đâu, với Somno 3-3 và Đại Lâm cũng đã vừa có gặp lại ông bầu tiền tiêm của Somno quê Ba Chúc, tỉnh Biên An Giang. Và bầu Somno cũng có ngỏ ý như thế này. Kèo thứ nhất, Somno sẽ tiếp Sang Thứ, mượn phát đứng phát nha các bạn, 3-3 đôi công, hai bên mượn phát đứng phát. Thì bầu tiền tiêm sẽ sẵn sàng tiếp giao lưu cho bên Sang Thứ của bầu Vũ Arsenal 50 nha các bạn. Và kèo thứ hai, tiền tiêm sẽ đôi công lại với Vũ Arsenal 3-3, kèo đó cũng 50 luôn các bạn. Đấy là hai kèo nếu xảy ra Sang Thứ gặp Somno, hai bên mượn phát đứng phát nha các bạn. Còn bên tiền tiêm đôi công phát trắng với Vũ Arsenal. Còn nếu mà hai bên mượn đứng phát hết luôn, kèo tiền tiêm và Vũ Arsenal, thì tiền tiêm sẽ giao lưu với Vũ Arsenal 10 ăn 9, 1 phân bạc lại nha các bạn. Đấy là lời nói của ông bầu tiền tiêm mà Đại Lâm đã trao đổi với nhau. Vậy thì những kèo này sẽ như thế nào? Mong sự trả lời thật sự rất chính xác giữa hai bên ông bầu Vũ Arsenal và tiền tiêm Ba Chúc, Somno và Sang Thứ sẽ gặp nhau mượn phát đứng phát nha các bạn, 3-3. Còn tiền tiêm đôi công phát trắng thì đã đánh đồng, nếu mượn phát đứng phát thì tiền tiêm thối lại một phần 10 ăn chín. Đây là lời nhận xét mà Đại Lâm đã gặp tiền tiêm và phía Vũ Arsenal. Chỉ cần hai ông bầu Vũ Arsenal và tiền tiêm thỏa thuận với nhau, sẽ có một cuộc thư hùng giữa hai cầu thủ miền Tây. Somno 2002, cao 1m82, quê tỉnh Biên An Giang, gặp Sang Miền Thứ, tất cậu của Kiên Giang. Đấy sẽ là một trận đấu nảy lửa giữa hai cầu thủ quê hương miền Tây với nhau. Nhưng đặc biệt Vũ Arsenal, ông bầu của Suối Chầu, Đồng Nai, bầu cho Sang Thứ, và tiền tiêm Ba Chúc, tỉnh Biên, bầu cho Somno. Đấy là thông báo mà Đại Lâm chính xác nhận được cho các bạn. Mong mọi người hãy cho lời bình, comment khách quan về cái clip này và hai cầu thủ Somno và Sang Thứ cùng tiền tiêm và Vũ Arsenal. Một lần nữa Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Và Đại Lâm cũng xin nhắn nhủ thêm giùm các bạn. Hiện tại bên Đại Lâm cũng có bán đồ thể dục thể thao, quần áo và các mẫu dụng cụ thể dục thể thao. Thì các bạn nào có yêu quý và thương thì hãy ủng hộ cho Đại Lâm. Zalo Nhật Linh nha các bạn, Zalo Nhật Linh 0944 023181, và Đại Lâm sẽ gắn cái đường link gì đó, thì các bạn nào cũng muốn xem mẫu hay gì đó thì hãy vào đường link đó giùm nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm mua được cho. Ok man, vô hàng. Còn đây là 3-3 trận đôi công của Vĩ Chim và tem của Tân Tạo. Vĩ Chim là một trong những cao thủ rất tài năng. Nhà có 5 công đất, bán đi hết 3 công rưỡi rồi, còn có 1 công rưỡi thôi. Tương lai của Vĩ Chim còn rất lên và rất lên. Quá ghê, các bạn thấy Vĩ Chim không? Một cú phát bóng của Vĩ Chim đi vào lòng người, không ai qua được. Quá đáng tiếc cho tem của Tân Tạo. Một lần nữa chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hẹn các bạn lại những clip tiếp theo sẽ có những điều gì thú vị thật tuyệt vời không. Quá ghê cho Vĩ Chim. Vĩ Chim phật bóng ăn đẹp trực tiếp, quá ghê. Bóng ngoài. Đây là tem của cảnh chủ sân bên Tân Tạo, gần quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như đây là hai sân Gò Sòi và sân Tân Tạo gặp nhau. Quá ghê cho Vĩ Chim. Sau thời gian Vĩ Chim đầu tư vài công đất, tay anh ấy đã rất lực. Vĩ Chim quá ghê. Chủ sân Tân Tạo chuyền 2, bao chuyền 1. Quá ghê. Chiền 2 bao chiền 1, quá ghê.
kết thúc chương trình đài truyền hình đây là hết. Xin chúc mừng Dĩ Kim và bạn An Toàn. Các bạn hãy chờ xem những ông bầu Tiền Tim và Vũ Arsenal sẽ trả lời như thế nào về kèo Somno và sang mặt thứ Tiền Tim, bầu Tiền Tim sẽ gặp bầu Vũ Arsenal. Đặc biệt sẽ đánh sân An Giang nha các bạn, vì Tiền Tim không có lên tất cả các sân khác được nha. Sân An Giang là sân được từng team lựa chọn. Đấy là lời nhận xét và nhận định của Lâm.